Đầu tiên thì em sẽ trên tay với các bác một chiếc của Orange Star Thì chiếc này là một chiếc mà bên em thỉnh thoảng cũng hay về Thì hôm nay bên em về thêm một chiếc nữa thì đây là một chiếc Orange Star có cái mặt tile nó cũng khá là đẹp với các cái kim retrograde Thì chiếc này thì chắc là cũng có nhiều bác là cũng không còn xa lạ gì Và hôm nay thì bên em lại về thêm thì sẽ trên tay nhanh với các bác chiếc này nhé Chiếc này thì các bác sẽ còn đầy đủ hộp sổ cũng như là các cái hướng dẫn sử dụng vì nó là hàng mới mà hàng mới tinh săn sale dịp cuối năm vừa rồi tại nhật về tình trạng của chiếc này thì ở đây em sẽ có với các bác chiếc này là chiếc hàng mới tinh 100% chưa qua sử dụng và còn nguyên siêu ni lông chưa bóc Như trước này thì chúng ta sẽ có sai mặt đường kính là sai 39,5 các bác nhé. Và độ dày của chiếc này là 15,0mm. Lắc tu lắc của chiếc này ở đây đo được là 45,9. Và độ động dây ở đây là 20 các bác nhé. Với size 39,5 thì nó sẽ hợp với các bác tay 15.5, 16 trở lên thì các bác đeo dòng này rất là đẹp. Trước này thì chúng ta sẽ có Orenstar trang bị cho kính sapphire nguyên khối được phủ chống lóa cho nên là ở mọi góc cạnh này chúng ta nhìn giờ nó rất là chuẩn, nó không bị lóa. Và bên cạnh đó thì kính sapphire nguyên khối này thì nó sẽ giúp cho chúng ta dùng nó rất là thoải mái và không lo bị xước bởi vì khả năng chống xước của nó gần như là tuyệt đối rồi. Mặt đầu của chiếc này thì các bác sẽ có một mặt đầu với màu xanh đại dương, màu xanh nước biển, màu xanh sẫm một chút. Và như thường thấy ở góc 12 giờ là chúng ta sẽ có một cái kim xăng hiển thị năng lượng của chiếc đồng hồ này. Để cho chúng ta biết thời lượng tích chữ cót còn lại là bao nhiêu. Góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có logo của Orange Star và Automatic. Góc 6 giờ này thì chúng ta sẽ có một cái kim retrograde là chúng ta có thể chỉnh này và nó sẽ giật ngược lại với cái chu kỳ ban đầu. Ở góc uh, 9 giờ thì các bác sẽ có sắp dial hiển thị lịch ngày. Và mặt dial của nó thì với rất nhiều những cái vân trải tia săn bớt với màu xanh đại dương các bác nhé. 12 bộ kim cọc số thì đều được làm màu thép bạc và đính lên trên mặt dial kim cọc nổi. Bên đây thì chúng ta sẽ có một cái núm có khía cạnh và có logo của Orenstar. Máy được sử dụng trên chiếc này là một bộ máy uh, tự động của Oren. Bộ máy này là bộ máy 40A5. Thì cái bộ máy này là bộ máy với 24 chân kính và 21.600 tần số dao động. Và sẽ cho các bác là khoảng 40 giờ tích cót. Với 40 giờ tích cót thì nó sẽ là một cái chức năng... Uh, rất là hữu ích và cơ bản để cho các bác có thể không cần phải sử dụng đến các cái hộp đồng hồ lên cót hay là không cần phải chỉnh giờ mỗi khi mà chúng ta không đeo trong một khoảng thời gian một hai ngày thì với cái chức năng là lên cót tự động cũng như là lên cót bằng tay bên cạnh đó là chức năng dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ thì đây đều là những cái tính năng phụ rất là cần thiết cho chúng ta trong đời sống hàng ngày với bộ máy này thì nó sẽ tương đương với dòng 6R15 của Seiko và độ chính xác của nó khoảng cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày. Một bộ máy cũng phải nói là rất là bền của Orange Star và cho chúng ta khả năng chống nước của chiếc này là 100m. Chúng ta có thể đi mưa, rửa tay, tắm giặt, bơi lội là thoải mái rồi các bác nhé. Trên đây thì chúng ta sẽ còn nguyên một cái siêu ni lông, chưa bóc. Ở đây chúng ta sẽ có chữ Made in Japan này và tên của bộ máy là 40A52 Watery chống nước 100M và thép không dỉ và kính sapphire Thì đấy là các cái thông số của chiếc này Đi kèm với chiếc này chúng ta sẽ có một bộ vỏ bằng thép không dỉ SUS316 và một bộ dây được cũng được làm bằng thép không dỉ và được đúc thép đúc các bác nhé và được hoàn thiện phay xước trên dây của nó thì chúng ta sẽ có là trên khóa có logo của Orange Star. Chiếc này thì với size 39 thì nó sẽ hợp với lại anh em tay tầm 15.5 trở lên thì các bác đeo dòng này khá là đẹp. Như tay em là 16.5 thì đeo dòng này là vừa đẹp luôn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể chế cháo cho chiếc này thành những bộ dây da thì rất là hợp lý. Mặt kính sapphire, chống xước gần như tuyệt đối tép không gì SUS 316 rất là bền và khả năng chống sức giam rất tốt bên cạnh đó là một bộ máy 40A52 rất là bền bỉ và chính xác của Orange Star thì nó cũng sẽ là những cái ưu điểm vượt trội của dòng này đó. bên cạnh đó thì đầy đủ các tính năng có lịch ngày có lịch thứ có kim giờ kim phút kim giây và có kim báo tích chữ có năng lượng ở bên góc 12 giờ nữa thì chúng ta sẽ có mã của chiếc này là RKDE0301L các bác nhé. Và giá bán lẻ đề xuất của chiếc này là 104.500 Yên, tương đương với khoảng 21-22 triệu. Theo giá niêm yết của hãng, thì các đại lý cũng như là các cái store tại Nhật thì thường người ta cũng sẽ có một cái mức chiết khấu thấp hơn là khoảng 30-40% thì nó sẽ khoảng tầm 15-16 triệu giá niêm yết tại store. Thì còn khi mà săn sale được thì Bên em Sanseo trước này về được Việt Nam là đến tay các bác là 10 triệu 200 Và trước này có mã là 1511 các bác nhé 1511 và giá là 10 triệu 200 và bảo hành 2 năm Để các bác yên tâm sử dụng Dây còn nguyên à, Mắt thừa cũng còn ở nguyên trên dây chưa cắt Bác nào quan tâm trước này thì hãy liên hệ với bên em Với mã số là 1511 Và trước này có giá là 10 triệu 200